Mình chào mọi người nhá. Bây giờ tầm khoảng 5:30 chiều. Mình ra bãi tắm Sầm Sơn xem có gì hay mình quay cho mọi người xem nhá. Bây giờ này thấy khách tắm cũng đang trên đường ra về nhiều hơn. Nhưng mà dưới biển vẫn đông lắm. Vẫn quá đông vui nhộn nhịp. Đây mọi người nghe tiếng ồn cũng biết là không cần phải nhìn cũng biết là nó là quá đông người. Tắm tìm người nhà hiện nay trạm truyền thanh bãi biển bãi tắm C có dưới nước cũng đông ở trên bờ, người ngồi trên bờ cũng nhiều. Tên Trương, mẹ tên Hương. Số lượng người quá nhiều. Thế này mà kín cả cái bãi biển này nó hàng mấy cây số, không biết được cái số lượng người nó nhiều đến mức độ nào. Vào cái mùa du lịch này thì cứ tầm 3:30 là ngoài biển, 3:30 chiều là bờ biển đã có đông người rồi. Từ 3:30 cho đến 6:00 là lúc nào biển này cũng đông. Mình thì đã quay vào tất cả các giờ buổi chiều, nói chung là giờ nào cũng đông, nhưng có tầm khoảng 4:30 đến 5:00 là đông nhất. Còn từ ngoài 5:00 cho nên là người ta cũng đã ra về dần dần, cho nên là cái hơn 5:00 là bắt đầu nó cũng giảm, số lượng người nó cũng giảm đi, nó không đặc như lúc 4:30. Thực ra đi tắm biển thì mình đi tắm quá nhiều. Những ngày thường thì nó vắng, không bao giờ đông được người đến như thứ bảy, kể cả chủ nhật cũng không đông bằng thứ bảy. Thứ bảy thì kể cả thuê phòng cũng đắt so hơn với chủ, đắt gấp đôi ngày chủ nhật. Những ngày thường thì là phòng rất là sẵn, nhưng thứ bảy thì nó cái lượng người là ai cũng tập trung vào cái ngày thứ bảy, đâm ra là nó đông. Mà đi chơi du lịch thì phải rất là đông người thì mới vui. Thực ra là cũng người ngắm người, nhưng nó đông vui, nó nhộn nhịp hơn rất nhiều. Hòa mình vào những đám đông này, những tiếng ồn nào tấp nập này, nó cảm thấy nó vui hơn rất nhiều so với những ngày thường. Kể ra đông người như này, sóng biển mà nó lớn lên một tí nữa thì đẹp. Nhưng mà thực sự ra nếu mà muốn ngắm được thì sóng biển lớn thì không có người mấy. Thẳng cái khu khách sạn mình ở đây, mình đi thẳng ra bãi biển. Mà cái đoàn của mình đi gần xít 30 người lớn mà ra đến đây nhìn mãi mà không nhìn ai. Vì nó quá đông người nên thì muốn tìm được cái người cùng đi đoàn mình khó. Mình đứng đây cũng lâu lắm rồi mà không nhìn thấy ai. Đông nhỉ? Thực ra mình đi xuống biển này trong một tháng mà mình đi 4 lần xuống Sầm Sơn rồi mình từ Hà Nội đi xuống. Nhưng mình xuống đây rồi mình mới biết là ngày nào là ngày đông, tháng nào là tháng đông, là như thế nào thì mới có đông người. Thì mình mới biết được là xác định là đúng cái tháng nghỉ hè của học sinh thì nó mới đông người đi nhiều. Chưa đến 5:30 chứ còn học sinh chưa nghỉ hè thì biển chưa đông nữa. Mình cũng đón cái ngày người ta đi du lịch đông, nhưng mà đúng là mấy lần trước là không có lần nào đông. Vậy bọn học sinh nó phải nghỉ hẳn, nghỉ hè hẳn ấy thì nó mới đông. Cho nên nếu mọi người mà muốn đi biển mà thích đi đúng vào ngày đông thì cứ đi vào thứ bảy. Thứ bảy như phải là ngày mà học sinh nó đã được nghỉ hè tất rồi thì nó mới đông, đông vui được. Rồi không xuống thì nó cũng vắng vẻ, cũng buồn lắm. Đi vào những ngày thường thì phí tiền.
Đúng là lần thứ tư xuống biển, lần thứ tư nhưng chứng kiến được nó đông người nha.
bắt đầu muộn muộn rồi trời cứ sầm sầm tối tối dần. Mà ngoài biển vẫn không giảm số lượng người tắm. Thôi muộn rồi nhá, mình chào mọi người nhá, mình dừng video. Trời tối tối rồi. Mọi người ủng hộ mình, đăng ký kênh cho mình nhá, ấn vào cái nút chuông thông báo để xem video tiếp theo nhá. Chào mọi người.